VinFast VF9 bị bắt gặp khi đang sạc pin tại một trạm sạc ở Hải Phòng. Mẫu xe ô tô mới không hề ngụy trang, nhưng không có căn cứ nào để khẳng định đây là nguyên mẫu của bản thương mại. Hình ảnh VinFast VF9 đang sạc pin trong khuôn viên của nhà máy VinFast tại Hải Phòng đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chiếc xe điện của VinFast phủ sơn màu trắng tinh, gắn logo VF9 và hoàn toàn trần trụi bởi không mang trên mình bất cứ miếng đề can ngụy trang nào. Đây cũng là lần đầu tiên VinFast VF9 được phép xuất hiện công khai tại thị trường Việt Nam mà không cần che chắn. Theo nguồn tin từ nhà sản xuất, mẫu xe điện VF9 này được bán với hai lựa chọn gồm bản Eco và bản Plus. Giá VinFast VF9 dao động từ 1 tỷ 443 triệu đến 1 tỷ 572 triệu đồng. Khách hàng đặt mua xe điện VinFast VF9 đợt đầu sẽ được giao xe vào cuối năm nay. Quá trình thử nghiệm và sản xuất VF9 diễn ra trong môi trường khép kín, trong khi đó đàn em VF8 đã nhiều lần nhá hàng và lộ diện tại nhiều địa điểm khác nhau. VinFast VF9 phiên bản tiêu chuẩn có thể đi được quãng đường tối đa 485 km trên một lần sạc đầy. Pin của bản Plus có thể đi được tối đa 680 km trên một lần sạc đầy. Xe có kích thước dài rộng cao lần lượt là 5120, 2000 và 1721 mm. Kích thước này được xếp trong nhóm SUV cỡ lớn tương đương với Lexus LS600, BMW X7, Mercedes-Benz GLS. VinFast VF9 sử dụng hai động cơ điện, sản sinh công suất cực đại 402 mã lực, mô men xoắn tối đa là 640 Nm. Khối động cơ này kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong thời gian 6,5 giây. Chiếc xe mang trên mình khá nhiều trang bị an toàn, trong đó có 11 túi khí, gồm 2 túi khí phía trước, 2 túi khí bên hông hàng ghế trước, 2 túi khí rèm, 2 túi khí bên hông hàng ghế sau, 1 túi khí trung tâm hàng ghế trước và 2 túi khí chân hàng ghế trước. Về nội thất trên mẫu xe hơi điện đã có một số tinh chỉnh so với bản concept, gồm vô lăng hình chữ nhật bo tròn 4 góc, khác biệt với VF8, xe không có cụm đồng hồ phía trước. Ở vị trí trung tâm bản táp lô là màn hình giải trí trung tâm, cần số dàn nút bấm. Bản cao cấp có thêm cửa sổ trời toàn cảnh. Bản tiêu chuẩn có cấu hình 7 chỗ ngồi, trong khi đó bản cao cấp có thêm tùy chọn 6 chỗ ngồi chỉnh điện với phong cách thương gia, có bản điều khiển các tính năng tiện nghi ở giữa. Khu vực này có thêm hệ thống điều hòa, màn hình đặt phía sau bệ đỡ tay hàng ghế trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, xe điện VinFast VF9 sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam và sắp đến tay người tiêu dùng, và chúng ta hãy cùng chờ đón vào dịp cuối năm nay nhé. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau.